Rồi, hello, xin chào anh em ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker ha. Thì hôm nay cũng theo yêu cầu của anh em thì mình lại tiếp tục lên sóng một số cái mẫu xe mô tô. Thì đầu video báo giá thì mình cũng sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng nhé. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng của anh Phong Mô Tô ha. Địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 092770 và tới cuối 8 nhé. Cửa hàng thì có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc em nhé. Đó. Xe thì cửa hàng có rất là nhiều mẫu xe, từ 125cc đến 1000cc em nhé. Nên em mà cần thông tin về cái xe nào, mình có thể là inbox Zalo cửa hàng hoặc là thể comment bên dưới video này. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé. Đó. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi vào báo giá cho anh em ha. Trước khi đi vào báo giá thì anh em cho mình xin một nút like và đăng ký kênh, chia sẻ cho mình ha. Thì đồng hành với mình hôm nay thì cũng có Bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá của mình ha. Bạn dạ, Trọng xin ha. Chào anh chị. Rồi, ok. Hôm nay anh Thắng sẽ cập nhật báo giá 2 mình sẽ đi từ cái mẫu Sport trước á. Rồi, 300cc trước nhé. Ok. 300cc thì hôm nay thì có dòng Ninja 3 này. Ninja 300 thì đợt này thì cũng giảm giá rất là rẻ luôn anh em ạ. Đầu tiên là chiếc biển số Sài Gòn. Đi có 17.000 km thôi. Con này đời cao lắm, 2017. Rồi, ok. Xe rất là đẹp. Con này đang xả xuống là còn 2017 ha. 74 triệu thôi. Đó. Bibozin, lên được chống đổ và cắt đuôi thôi. Rồi, ok. Đây đều đẹp, hoàn hảo luôn. Giống như cái mẫu xe này thì mình trả góp, mình trả trước 30% ta. Ngân hàng cho vay tới 50 triệu lận, cho anh chị cần trả trước khoảng 20 mấy triệu là ok. Ok, trả tầm khoảng 2 mấy triệu là có thể góp xe được ha. Tùy theo cái mẫu xe anh em nhé. Trả trước mình tầm trả trước 30-40% thôi. Bình Dương. Con này là 60 triệu thôi. Rồi. Con này là còn 60 ha. Đó, con này giá cũ là 65 cơ. Thì mình giảm 5 triệu luôn em nhé. Giảm 5 triệu còn 60 triệu này. Biển 61 Bình Dương. Đó. Biển 61 Bình Dương có lên một cái bộ Arao ha, bộ đồ chơi ha. Còn bên này thì cũng là chiếc Ninja 3 luôn ha. Đó. Ninja 3 biển Bình Phước ha. Con này 68 củ. 68 củ ha. Đúng rồi. Đó. Tất cả những cái dòng xe này mà bán cho anh em đều okay. Bao rút hồ sơ. Bao rút hồ sơ rồi. Và thứ hai nữa là bao không đâm đục. Rồi, anh okay. Em mua thì tùy theo cái loại máy xe để có cái quà tặng riêng. Đó. Xe một máy tặng bình nhớt. Đã, hai máy okay. Tặng bình, bốn máy tặng bốn bình nha. Ok. Giới thiệu đến đâu rồi? Đến quần trắng này thôi. Đi ra đây hay là đi quay ngược vào? Quay ngược quay vào. Ok. Okay. Rồi. Rồi. Còn tiếp theo biển số 73 Quảng Bình. Dạ. Con này nó là 26 đi hơn 40.000 và mình đang bán là 30 triệu. 30 triệu. Bao nhiêu? Quên 60. Sao chết. Bị lú mất rồi. 60 thì lại lú. Lâu lâu vẫn phải lú. Lâu lâu lú. Rồi rồi đây. Su. Su. Su này nó là 250. 2022 biển 65 Cần Thơ. Thì nó chạy có 1.300 cây thì nó như mới. Sẽ như mới luôn ha. Biển 65 Cần Thơ thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Thì con này sẽ để cho anh em là 75 triệu. Rồi, 75 triệu ha, sẽ như mới luôn. R3 2021 đi được 3.000 biển Long An. Con này thì sẽ để cho anh em 85 triệu. Rồi, 80 triệu ha. Rồi. Còn tiếp theo nó là R3 một củ. Đang có 3 con đồng giá là 65, nó đều là xe 27. Con đầu tiên biển 43 Đà Nẵng đi 25.000 cây. Rồi, ok. Biển số Gia Lai đã rút sẵn hồ sơ cũng là 65. Rồi. Rồi, biển số Gia Lai tiếp theo đi 36.000 cây. Đấy, ba con này đều là 65 triệu. Đồng giá 65 triệu trên ba chiếc nhá. Còn chiếc bên này sao? Con bên này nó đi có 5.000 cây thôi. Rồi, con này giá đi 5.000. Cao hơn chút, nó 72 triệu. Xe mới đi 5.000 anh em nhá. Áo còn bọc keo kín mít. Biển 61 ha. Vỏ zin theo xe. Ok. Riêng về cái khoản ô đô là mình bao chuẩn. Cái con nào mà nó lỡ bị thua rồi ấy, thì mình sẽ thông báo ngay. Thấy không? Rồi. Tại vì là mình bán là không phải một vài con mà okay. Bán là nhiều con là nhiều dòng. Okay. Có những con là nó qua một vài đời chủ chẳng hạn thì là cái tỷ lệ mà anh em tua lại đồng hồ nó là sẽ xảy ra. Ok. Đấy. Con này thì nó đi 16.000 cây biển 94 Bạc Liêu. Ô đô chuẩn. Thì chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá nó là 89 triệu. Đó, 89 triệu là chiếc CBR 250 á. Con tiếp theo đi 9.000 cây biển Gia Lai.
giá 96 triệu. Rồi, 96 triệu. Đây, và cái con này con tua đồng hồ đây. Đây, con này tua đồng hồ này. Đây, con này nó là màu trắng đỏ mà sơn lại dàn áo nguyên con thành màu đen nhám. Đó. Okay. Đấy là một cái thứ hai nữa là đồng hồ bây giờ hiện tại nó tua xuống còn có 8.895 cây thôi. Nhưng chất lượng con này thì nó phải chạy khoảng 30 ngày. Đó, chiếc này thì là thay vó rồi anh em đúng ha. Không? Đó, ok. Con này rồi. Thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 82 triệu. 82 triệu. Rồi, giá okay. Thì cực kỳ rẻ. Thì bây giờ nó giá rẻ nó đi kèm với chất lượng. Oh. Rồi ok. Biển số 71 Bến Tre nó là MT03. Rồi. 2017 đi được 26.000 độ bô, độ chống đổ, độ đẹp chiếu sáng. Con này sẽ okay. Để cho anh em là 68 triệu. Rồi, 68 triệu. Còn con này CB150. Con này CB150 anh em. Loại có con duy nhất. Cập nhật luôn cho anh em ha. Cập nhật luôn. Con này nó là biển số 68 Kiên Giang đi 33.000 cây. 33.000. Nếu mà thông thường những cái số khác mà xe như này á, còn giá trị cao như này đa số phần là nhiều nơi là người ta sẽ lựa chọn một cách là tua lại cái đồng hồ nó về khoảng một nửa chẳng hạn. Okay. Để nó nhìn đẹp con mắt. Nhưng ở đây thì có sao để y chang thì. Như là chiếc này thì chủ xe thì mới thay cặp lốp luôn này. Đó, cặp lốp mới ha. Con này thì sẽ để cho anh em là 63 triệu. Rồi, 63 triệu luôn. Rồi, okay. Cho xe lên nhớ quay lại video nhé. Đó. Đó, hai con này okay. Bốc ra Bắc. Đó. Xe thì có ship xa nên anh em cứ inbox Zalo ha, để sẽ ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó. Đó. Bên này có thằng VTX. VTX 1003 xe 203 204. Đó, khủng long. Nó là biển số 83 của Sóc Trăng. Thì cả cửa hàng mình tất cả nó đều là hải quan chính ngạch nhưng mà duy nhất có con này okay. Là xe thanh lý hải quan. Đó, thanh lý hải quan anh em ạ. Đúng rồi, nhưng mà vẫn bao rút hồ sơ để anh em sang tên bình thường. Đó, ok. Ok. Giá hiện tại con này thì đang giảm xuống còn có 220 nhá. Đó, VTX 1003. Khủng long bảo chúa luôn. Rồi bên này thì anh có một số cái mẫu kiểu dáng cruiser nữa ha. Cruiser thì hôm nay thì có okay. Dòng Vulcan 650. Con này thì nó 2016. Con này cũng là một trong số những cái con mà nó bị tua đồng hồ ha. Tua đồng hồ. Okay. Đồng hồ nó chỉ có 8.000 cây nhưng mà chất lượng xe nó phải chạy khoảng cỡ 18-19.000. Rồi. Okay. Con này vẫn giữ giá là 150 à? 150 đó, 150 triệu ha, biển Sài Gòn luôn, 2016 nhé. Đó. Còn phía bên này thì mình sẽ sang đến dòng Rebel, Bell 500 ha. Đó, đây có chiếc Bell 500 nha anh em nhé. Đó, Bell 500 thì có lên thùng sau này, cản chống đổ, đèn trợ sáng nhé. Con này thì nó chạy được 18.000 cây. Biển số 49 Lâm Đồng, nó là thành phố Đà Lạt thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Rồi. Và con này sẽ để cho anh em là 125 triệu. Rồi 125. Còn kế bên này thì có dòng Rebel 300 ha. Rebel 300 thì kiểu dáng thì nó cũng y chang như Rebel 500 thôi, khác mỗi cái là động cơ một máy nhé. Đó, cũng là ABS trước sau nhé. Sài Gòn bảo 5 con HRC. Đấy, hôm nay thì có bản trọng một bệnh nên mà anh Phong sẽ cập nhật với mình ha, sẽ cập nhật tất cả luôn ha. Anh em cần mẫu gì thì để ý kỹ ha. Đó. Bèo 300 thì mình thấy là con này 219 biển 78 nhé. Đó, hôm nay cũng đang giảm luôn. Lấy có để lấy đủ 5 con. Con này còn 90 triệu thôi. Còn 90 triệu ha. Bèo 300. Rồi, đúng rồi. Còn bên này thì có một okay. Chiếc Harley ha. Harley Davidson. Đấy, con này siêu mới rồi.
con này đang giảm xuống còn 90 nhé. Còn 90, con này béo 300 còn 90 nhé. Đi ngàn cây thôi nhưng mà nó bị một vài chỗ nó không được đẹp mắt lắm. Nói chung là vùng nước, con này là vùng nước mặn ha, nên một chó nó bị dí xét. Con này thì nó là đã có sẵn hồ sơ, nó là Harley Davidson bản HD 48. Chiếc này nó là biển Vinh, thành phố Vinh. Biển thành phố Vinh. Sang tên về đâu cũng đóng 1% thuế. Rồi, okay. Hiện tại thì con này em đang bán là 405 và nó là đời 2020, đi 400 cây. 400 cây anh em nhé, xe như mới luôn ha. Thì anh em mua thì mình vẫn có giảm thêm cho anh em nữa. Rồi, ok. Đó, lên bên trên này thì rồi, đây thì có mấy chiếc chuẩn bị ship đi cho anh em ha. Rồi, cái này thì có dòng Z300 này. Z300 thì có 5 con. Đấy, con rẻ nhất là 65 triệu. Rồi. Nó là 2017 biển 84 của Trà Vinh, nó chạy được 33 ngày. Đó, 65 triệu. Con tiếp theo thì đã có sẵn hồ sơ đi 8 ngàn. Có sẵn hồ sơ rồi. Ok. Con tiếp theo có sẵn hồ sơ rồi, cũng 8 ngàn luôn. Đấy, hai con đó là 68. Rồi. Rồi. Bên này 2018 biển Sài Gòn thì giá nó sẽ là 74, đi 23 ngàn. Con đây nữa nó biển Sài Gòn 27, con này chạy 21 ngàn, giá của nó là 68. Rồi, ok. Đằng dưới này, dưới này, bên này thì bên này có dòng Z650 này, đó, Kawasaki Z650, con này 2018 nhé, biển 67 nhé. Z650 con này thì rất là đẹp luôn ha, xe zin nguyên bản này. Con này thì nó đi được 8.000 mấy trăm cây. Đi hơn 8.000 cây thôi. À đâu, 9.400 cây. 9.000 ha. Đó, nhưng là zin nguyên bản luôn, bô zin anh em nhé. Z650 động cơ 2 máy. Rất đẹp luôn. 2018. Con này thì đang giảm còn 120. Còn 120 ha. Giá cũ là 129 nhé, hôm nay giảm còn 120 thôi. Bên này thì có dòng CB300 nhá. Con này nó là biển 86 Bình Thuận, đi hơn 8.000 cây. Rồi. Con này thì nó là đời 2020 và sẽ để cho anh em một cái giá nó là 88 triệu. Rồi, ok. Rồi. Con tiếp theo nữa thì nó là biển số này là Sài Gòn, nó là CB500F. CB500F. Con này thì nó chạy có 9.000 mấy cây thôi, 2018. Xe zin tất, thêm chống đổ với đèn trợ sáng. Sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 110 triệu. Rồi, 110 triệu anh em ha. Rồi, còn con bên này nó độ thêm cây bô, nó đi 10.000, biển Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng thì anh em sang tên về đâu cũng đóng 1% thuế thôi. Và sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 105 triệu. Rồi, 105 anh em nhé, 105 thôi. Còn con đúc 390 này sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 85. Rồi, 219 đi 34.000 cây. Rồi, thủ đô. Ok, còn 85 triệu. Nói chung là xe thì khá là nhiều mẫu xe ha. Rồi. Xium thì có hai chiếc, nó đều là biển số Sài Gòn. Xium 660 ha. 1.800 cây. 8.000 cây. Hai con biển Sài Gòn hết. Đều là xe 2021, đăng ký năm 2022. Đấy, và hai chiếc này đều có đồ chơi sơ sơ hết. Đang bán đồng giá là 199 triệu. 199 nhá. Đó, ok, biển Sài Gòn hết nhá. Xium Citroen 660. Rồi. Tiếp theo nữa thì nó là Z900. Z900 thì nó là biển Sài Gòn, đi có 600 cây thôi. Thì không phải suy nghĩ về vấn đề độ mới của nó rồi. Con này thì mình đang bán ở cái mức giá giảm xuống còn 210 triệu. Rồi, 210 triệu nhá. Rồi, ok. Con tiếp theo nữa nó là 2018. Con này cũng là một trong số những con bị tua đồng hồ. Vỏ sau còn zin nhưng mà nó không phải đi 11.000 cây đâu. Con này phải chạy khoảng 18-19.000 cây. Rồi, ok. Con này thì bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 175 triệu. Rồi, ok. Còn Ducati 795 thì sẽ để cho anh em 85. Rồi. Xe 2012 biển Bến Tre. Rồi, còn 85 triệu thôi.
Đó. Nói chung là xe thì cực kỳ nhiều mẫu xe, nên em cần chi tiết hơn về cái mẫu nào thì mình có thể là inbox nhé. Ở trên này thì CB150 có Z1000 ha. Z1000 thì con mục cam này cũng mới về này. Z1000 thì có 5 con, có từ đời 22 đến 28. Con này thì đời là 27, đăng ký là 28, biển Đồng Nai, đi 16.000 cây. Thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 269 triệu. 269. Đúng rồi. Còn 28 bản R, biển Cà Mau, đi 12.000 cây. Sẽ để cho anh em là 290 triệu. Rồi. Con này đang xả hàng, giá đợt đầu với 310. Rồi, ok. Giảm là 29. Rồi. Còn tiếp theo nữa nó là 2016 mà đăng ký 2017. Biển số Gia Lai, đi 12.000 cây. Con này sẽ để cho anh em mặc cái giá nó là 240. Con tiếp theo nữa là biển Sài Gòn 2016, đi 28.000 cây. Con này sẽ để cho anh em 235 triệu. Rồi, 235. Con cuối cùng thì nó là 212, biển số Đồng Nai mà giá nó có 130 thôi. Rồi, 130 ha. Đó, 212. Đó. Anh em quan tâm lòng gì thì cứ alo hoặc là nhắn tin qua Zalo, ví dụ như cần xem chi tiết về con này, nhắn tin qua, mình sẽ gửi thêm video hình ảnh cho anh em tham khảo thêm. Ok. Xin chào anh em nhé. Rồi, ok. Đó. Thì anh em mà cần chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo nhé. Thì xe thì cửa hàng rất là nhiều mẫu xe nên mà không thể quay chi tiết từng chiếc cho anh em được ha. Quay chi tiết thì chắc chắn sẽ rất là lâu, nên mà anh em mà cần chi tiết chiếc xe nào thì inbox Zalo, cửa hàng sẽ quay video và cung cấp thông tin hình ảnh là kỹ hơn nhé. Nếu như anh em mà cần những cái mẫu xe giá rẻ hơn thì mình có làm clip về cái mẫu giá rẻ đó cho anh em rồi ha. Đó. Giá rẻ thì có 125 đến 300 cc, giá cũng chỉ từ mười mấy đến hai mươi mấy triệu là có xe rồi ha. Ở đây là những mẫu xe phân khối lớn dành cho những anh em nào mà đam mê cái mẫu xe phân khối lớn, có đam mê ha, hoặc là có sở thích về cái mẫu đa phân khối lớn thì mình có thể tham khảo ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Đó, hôm nay thì chủ là mình chủ là cập nhật về dòng 300cc, nhưng mà có anh Phong đổi cho bạn Trọng á. Bạn Trọng có công việc nên mà anh Phong lại tiếp tục cập nhật hết cho anh em. Nên mà anh em mà cần thêm thông tin thì mình cứ comment bên dưới hoặc là mình thì inbox Zalo cho anh Phong nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha.